Tin bóng đá, Colombia vào tứ kết Copa America. Argentina may mắn giành được một điểm. MU sắp có tân binh thứ hai. Paris Saint-Germain báo giá Neymar cho Barca. Đó là những tin chính trong bản tin hôm nay. Thắng tối thiểu Qatar, Colombia vào tứ kết Copa America. Pha lập công vào cuối trận của tiền đạo đang chơi cho Atalanta Duvon Zapata giúp Colombia giành chiến thắng 1-0 trước Qatar để ghi tên mình vào tứ kết Copa America 2019. Trong trận đấu này, huấn luyện viên Carlos Queiroz chỉ điều chỉnh đúng hai vị trí ở đội hình xuất phát của Colombia là chọn Roger Martinez đá chính thay Luis Muriel và Duvon Zapata đá chính thay lão tướng Radamel Falcao. Colombia chơi lấn lướt và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian của trận đấu, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Cuối cùng đội bóng Nam Mỹ cũng có bàn thắng nhờ quả đánh đầu của Zapata sau đường chuyền của James Rodriguez. Kết quả trận đấu Argentina với Paraguay. Dù Messi đã lập công trên chấm penalty nhưng Argentina phải nhọc nhằn kiếm được trận hòa 1-1 trước Paraguay. Họ sẽ bị loại nếu không thể đánh bại Qatar ở lượt đấu cuối cùng. MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Aaron Wan-Bissaka. Theo truyền thông Anh, MU đã đạt thỏa thuận với Crystal Palace về phí chuyển nhượng hậu vệ phải 21 tuổi Wan-Bissaka là 55 triệu bảng. Wan-Bissaka đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản MU đề ra cho các mục tiêu mua sắm của họ hè này, đó là trẻ và là người Anh. Cầu thủ này lại có kinh nghiệm đá ở Premier League và chơi rất nổi bật ở mùa giải 2018-19. Anh được coi là một trong những hậu vệ phải hay nhất giải ngoại hạng mùa rồi. Trước đó, MU ra giá 50 triệu bảng cho Wan-Bissaka nhưng bị Palace khước từ. Pogba khó rời MU dù công khai ý định ra đi. Ole Gunnar Solskjaer dự kiến có cuộc nói chuyện trực tiếp với Paul Pogba về tương lai của tiền vệ người Pháp. Pogba đã nói anh muốn rời MU hè này với Real Madrid và Juventus là hai điểm đến được nhắc tới nhiều nhất. Nhưng cuộc chuyển nhượng được coi là không dễ dàng vì cả Real lẫn Juventus đều muốn gắn cầu thủ vào hợp đồng mua Pogba mà MU được cho là không muốn chấp nhận những cầu thủ ấy. Trong khi đó, nếu buộc phải bán thì MU muốn nhận 100% tiền mặt mà số tiền cỡ 150 triệu bảng họ đòi hỏi thì cả Real lẫn Juve đều khó đáp ứng. Ngoài ra, thị trường chuyển nhượng ở Anh đóng cửa sớm hơn ở Tây Ban Nha và Italy hơn 3 tuần mà MU phải tìm được người thay thế trước khi cho phép Pogba ra đi. Những yếu tố này khiến Pogba khó có thể được thoại nguyện sớm theo nhận định của truyền thông Anh. Paris Saint-Germain ra giá khủng bán Neymar. Theo Le Parisien, Paris Saint-Germain sẵn sàng bán Neymar sau khi tiền đạo người Brazil công khai ý định ra đi và cho biết anh muốn trở lại Barca. Giá chuyển nhượng Neymar mà Paris Saint-Germain đòi hỏi là 300 triệu euro. Số tiền này được coi là quá lớn với Real và Barca hay bất cứ đội nào định mua Neymar hè này. Hai gã khổng lồ Liga đều được liên hệ với Neymar, trong đó khả năng Neymar trở lại Barca được nhắc đến nhiều hơn. Đội bóng chủ sân Camp Nou có thể gán người để giảm chi phí tiền mặt nhưng phong độ sa sút của Neymar mùa qua khó lòng thuyết phục được Barca chấp nhận mức phí cực lớn này nếu đúng đây là con số Paris Saint-Germain đòi hỏi.
MU không sẵn sàng mua Harry Maguire với giá 90 triệu bảng. Son giờ rất cần một trung vệ và Harry Maguire nằm trong danh sách mong muốn của MU từ thời còn Mourinho, nhưng đàm phán với Leicester lúc này thậm chí còn khó hơn mùa trước. Hồi năm ngoái, MU mua hụt Maguire vì chê giá quá cao, 75 triệu bảng, cho rằng đó là nhờ hiệu ứng World Cup 2018. Kết quả, trung vệ này ký mới 5 năm với bầy cáo. Thế nhưng, giờ Leicester City thậm chí còn định giá tuyển thủ Anh ở mức kỷ lục thế giới cho một hậu vệ, 90 triệu bảng. Chính bởi chuyện tiền này mà cơ hội mua Harry Maguire của MU tiếp tục gặp khó khăn. Phó chủ tịch Ed Woodward không có ý định trả con số trên trời kia, và lấy mốc Liverpool mua Van Dijk 75 triệu bảng là chuẩn mực cho hậu vệ hàng đầu thế giới. Để có thể đến gần hơn với Harry Maguire, MU sẵn sàng cung cấp hàng loạt tiện ích bổ sung, gồm cả một cái tên trong đội một vào trong hợp đồng đàm phán. Về phần mình, Maguire rất muốn chuyển đến chơi cho MU, mà bản thân lúc nhỏ vốn là một fan hâm mộ. Arsenal có thể mất Xhaka vào tay Atletico. Nếu Rodri trở thành người của Man City thì đó là tin không vui với Arsenal, vì nhiều khả năng trong nỗ lực tìm người thay thế, Atletico Madrid sẽ tìm cách lôi kéo tiền vệ Granit Xhaka của họ. Thực ra, mục tiêu hàng đầu của Atletico là tiền vệ Marcos Llorente của Real Madrid. Tuy nhiên, Real có vẻ không muốn bán người cho đối thủ cùng thành phố, nên đã ra cái giá trên trời 44,7 triệu bảng. Điều đó buộc Atletico phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác, và ưu tiên của họ lúc này là Xhaka, tiền vệ người Thụy Sĩ đang hạnh phúc ở Arsenal và còn 4 năm hợp đồng với pháo thủ. Nhưng Atletico tin là triển vọng được chơi bóng thường xuyên ở Champions League là một lợi thế lớn của họ. Về phần mình, Arsenal không có ý định bán Xhaka. Huấn luyện viên Unai Emery xem tiền vệ 26 tuổi này là một nhân tố khó thay thế ở tuyến giữa của đội bóng. Mùa trước, Xhaka có mặt trong tất cả các trận đấu quan trọng của Arsenal trước khi dính chấn thương háng. Trong 6 trận mà anh vắng mặt, Arsenal để thua tới 3. Tuy nhiên, Xhaka lại không thực sự được lòng các cổ động viên. Một bộ phận lớn các cổ động viên tin rằng nếu Arsenal muốn tiến lên thì họ phải tìm một thủ lĩnh mới cho hàng tiền vệ. Người đá cặp với Xhaka ở hàng tiền vệ Arsenal là Lucas Torreira cũng đang bị AC Milan lôi kéo. Torreira sau khởi đầu khá ấn tượng đã bị xuống phong độ và mất luôn suất đá chính ở đội tuyển Uruguay. Torreira nói rằng anh phải chật vật để làm quen với cuộc sống ở Anh. Trở lại Italia có thể là một viễn cảnh hấp dẫn với Torreira. Nếu cả Xhaka lẫn Torreira đều đi, Arsenal sẽ phải làm mới lại nguyên hàng tiền vệ. Trước đó, họ cũng đã chia tay Aaron Ramsey. Đến với bóng đá trong nước, tuyển Việt Nam vượt Thái Lan và khoảng trống từ lít. Tuyển Việt Nam vượt Thái Lan là số 1 Đông Nam Á. Thực tế không cần phải đến khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Thái Lan tại Buriram trong khuôn khổ King Cup, vị thế của tuyển Việt Nam mới được chứng tỏ ở khu vực Đông Nam Á. Nói một cách khác, tuyển Việt Nam đã là số 1 khu vực sau khi lên ngôi ở AFF Cup, và lời khẳng định rõ ràng hơn nữa nằm ở Asian Cup. Giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã vào đến tứ kết, không chỉ đảm bảo được thành tích, khả năng về chuyên môn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việc lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam như U23 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tục đánh bại Thái Lan cũng là một sự khẳng định khác cho vị thế số 1 khu vực. Và bởi thế chuyện thầy trò ông Park chiến thắng Thái Lan ở King S Cup cũng như vượt xa đối thủ này trên bảng xếp hạng FIFA suốt một thời gian dài qua thực sự là quá bình thường. Để lúc này không còn ai nghi ngờ vị thế của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển tại Đông Nam Á vào lúc này. Nhưng V-League chưa thể đua với Thái League. Hai ngày vừa qua, với trận hòa có tỷ số ở Philippines của câu lạc bộ Hà Nội và chiến thắng mà Bình Dương tạo ra trên sân nhà tại sân chơi AFC đang giúp bóng đá Việt Nam đứng trước cơ hội sẽ có trận chung kết nội bộ trong khuôn khổ giải đấu này. Và nếu như một trận chung kết nội bộ ấy diễn ra, bóng đá Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tái lập lịch sử là có mặt ở vòng bán kết toàn châu lục mà Bình Dương từng làm được ở AFC Cup đúng 10 năm về trước. Tất nhiên, với điều kiện câu lạc bộ Hà Nội hay Bình Dương chiến thắng ở vòng bán kết liên khu vực,
Thành tích này ở cấp câu lạc bộ của bóng đá Việt Nam trên bình diện châu lục thực sự đáng trân trọng, bởi cần phải nhớ rằng trong nhiều năm các đại diện của chúng ta đều không đi sâu dù chỉ là chơi ở giải đấu tầm thấp AFC Cup. Trong khi đó, dù các đại diện của bóng đá Thái Lan ít năm gần đây không tạo ra được quá nhiều tiếng vang lớn ở AFC Champions League, một giải đấu danh giá hơn nhiều so với sân chơi mà các câu lạc bộ Việt Nam đang tham dự, nhưng gần như mùa giải nào cũng có những đội bóng góp mặt ở vòng đấu bảng. Không chỉ được chơi ở giải đấu lớn nhất dành cho câu lạc bộ tại châu Á, Thai League vẫn đang là hình mẫu để League hướng tới từ chất lượng, truyền thông quảng cáo đến cơ sở vật chất, và dù đang gặp khủng hoảng ở cấp độ đội tuyển, nhưng Thai League vẫn hơn hẳn so với Việt Nam. Cứ nhìn chất lượng ngoại binh của League lúc này là thấy khi loanh quanh cũng chỉ có được vài cầu thủ được coi là tốt, phần còn lại e rằng khó tìm được chỗ đứng ở Thai League. Bóng đá Việt Nam đã lên đứng số 1 ở cấp đội các đội tuyển quốc gia, và đây là cơ hội để League nâng tầm, các câu lạc bộ nâng chất để hướng đến sân chơi lớn hơn tầm châu lục. Và khi nào làm được điều này lúc đó hãy nói bóng đá Việt Nam đã vượt qua người Thái, còn giờ xem ra chỉ có đội tuyển vượt mà thôi.